Cha của Lưu Khải Uy bất ngờ trả lời phỏng vấn: Dương Mịch đã một năm không gặp con, tôi cũng chưa nghe cháu nói nhớ mẹ bao giờ. Ông Lưu Đan, cha của Lưu Khải Uy mới đây trả lời báo chí Hồng Kông về Dương Mịch, ngay lập tức dấy lên phản ứng ồn ào trên truyền thông các trang tin xứ Trung. Mối quan hệ giữa Dương Mịch và gia đình nhà chồng từ lâu đã ở trong trạng thái phức tạp. Lưu Khải Uy bị đồn ngoại tình, sau đó Dương Mịch ly hôn, đôi bên không đưa ra câu trả lời rõ ràng về vấn đề tiểu tam này. Qua thời gian, phía nhà chồng vẫn nhắc đến Dương Mịch như một người mẹ bận rộn, hàm ý việc cô chỉ mải mê sự nghiệp mà bỏ bê con cái. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Phỏng Dịch, ông Lưu Đan, cha của Lưu Khải Uy, đã cho biết rằng cô con dâu cũ Dương Mịch đã một năm rồi chưa gặp bé tiểu gạo nếp. Nếu chỉ nói đến đây cũng sẽ không tạo thành đề tài nào lớn, bởi thời gian qua ai cũng hiểu việc đi lại không dễ dàng do tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, ông Lưu Đan nói thêm rằng, ông còn chưa từng nghe cháu gái bảo nhớ mẹ. Hàm ý Dương Mịch đã quá xa cách con đến mức tiểu gạo nếp hoàn toàn quen với việc không có cô bên cạnh. Câu trả lời của ông Lưu Đan nhanh chóng được nhiều trang tin chia sẻ lại. Cư dân mạng chia làm hai luồng ý kiến. Phần cho rằng Dương Mịch đã quá đặt nặng sự nghiệp. Lâu nay tiểu gạo nếp vẫn lớn lên nhờ sự quan tâm của Lưu Khải Uy và gia đình nhà nội. Nếu muốn thì có thể chịu cách ly 14 ngày để đi gặp con mà. Có thời gian gặp tình trẻ sao không gặp con. Dương Mịch còn đang bận yêu đương, gặp con thế nào được. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trên đều phản ứng gay gắt ông Lưu Đan. Lịch trình của ngôi sao được sắp xếp nghiêm ngặt như vậy, không đơn giản chỉ là cách ly 14 ngày mà sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ khác. Thưa ông, năm xưa khi Dương Mịch nói với ông muốn sinh con ở Bắc Kinh, không phải ông đã thuyết phục cô ấy xin ở Hồng Kông hay sao? Nếu tiểu gạo nếp sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh thì đã không rắc rối thế này. Sau đó là ép Dương Mịch sinh con thứ hai và liên tục nói xấu cô ấy trên báo Hồng Kông. Sao ở tuổi này mà ông còn ác tâm đến vậy? Lúc nào cũng chỉ là nhà chồng nói, chưa nghe Dương Mịch nói xấu về nhà chồng bao giờ. Nhiều người lo lắng rằng tiểu gạo nếp sẽ bị tẩy não khi những người thân xung quanh liên tục nói xấu Dương Mịch. Được biết Dương Mịch vẫn trò chuyện với con qua cuộc gọi video, nhưng khi tiểu gạo nếp đã lên 7, càng lớn sẽ càng cần sự quan tâm trực tiếp từ bố mẹ. Phía Dương Mịch vẫn luôn giữ im lặng trước mọi phát ngôn từ gia đình Lưu Khải Uy. Điều này có thể coi là cách cô bảo vệ con và tránh đưa tiểu gạo nếp lên đầu ngọn sóng gió trong cuộc đấu tố của người lớn, nhưng cũng khiến cô không có cách nào thanh minh cho bản thân mình. Việc Dương Mịch vẫn luôn giữ im lặng khiến cô càng dễ dàng bị tấn công hơn.